Dự báo giá tiêu ngày 31 tháng 8 năm 2024 liệu có tiếp tục tăng sốc Cập nhật giá tiêu thế giới hôm nay từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IBC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia duy trì ở mức đạt 7.560 đô la mỗi tấn, tăng 0,44%, giá tiêu trắng Muôn to ở mức 8.901 đô la mỗi tấn, tăng 0,43%. Giá tiêu đen Asta 570 của Brazil giữ ở mức 6.450 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia tiếp tục đứng vững ở mức 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 10.400 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.100 đô la tấn với loại, 500g loại 500 gram eo tăng 4,92%. Loại 550 gram eo mức 6.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la tấn lượng hàng tồn kho của Việt Nam ước chừng còn khoảng 30%, tương đương 50.000 đến 55.000 tấn. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay các thị trường mua hàng truyền thống của Việt Nam đã nhập khẩu lượng lớn tiêu, nên họ cũng không vội mua thêm hàng và tiếp tục chờ đợi. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 19.857 tấn hạt tiêu các loại, với kim ngạch đạt 80,3 triệu đô la. Thống kê bộ sơ bộ của VBSA cho thấy, Lượng hàng nhập về chủ yếu là tiêu đen đạt 17.443 tấn, tiêu trắng là 2.414 tấn. Các doanh nghiệp nhập khẩu nhiều hạt tiêu trong 7 tháng đầu năm gồm Olam Việt Nam 7.317 tấn, Trần Châu 2.087 tấn và KSS Việt Nam 1.025 tấn. Việt Nam nhập khẩu tiêu chủ yếu từ Brazil 7.322 tấn, Campuchia 6.485 tấn và Indonesia. 4.211 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu từ Brazil giảm 32,3%, trong khi từ Campuchia và Indonesia tăng mạnh tương ứng 121,5% và 103%. Sau chư xê tỉnh Gia Lai, Lộc Ninh là địa phương thứ hai trong cả nước được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể về hạt tiêu và cũng là nông sản đầu tiên của Bình Phước có đăng ký sở hữu trí tuệ. Đây là hướng đi theo chương trình tái cơ cấu phát triển nông nghiệp bền vững của chính phủ. Góp phần phát triển kinh tế bền vững tại Bình Phước, Lộc Ninh đã góp phần đưa Việt Nam trở thành vương quốc hạt tiêu với hơn 30% sản lượng thế giới và 50% thị phần xuất khẩu. Lượng hàng tồn kho của Việt Nam ước chừng còn khoảng 30%, tương đương 50.000 đến 55.000 tấn. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, các thị trường mua hàng truyền thống của Việt Nam đã nhập khẩu lượng lớn tiêu, điều này đồng nghĩa rằng họ cũng không vội mua thêm hàng và đang đợi Mặc dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn tiếp diễn, nhưng giá tiêu sẽ khó có đợt tăng mạnh như hồi đầu năm, khả năng giá tiêu sẽ vẫn nằm ở mức này trong thời gian tới. Nông dân vẫn kỳ vọng giá sẽ tăng sốc trở lại nhưng điều này rất khó. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay ngày 30 tháng 8 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ ổn định so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 142.000 đến 143.500 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắc là 143.500 đồng kg. Theo đó, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 143.500 đồng kg đi ngang so với ngày hôm qua. Giá tiêu chư sê Gia Lai thu mua ở mức 143.000 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 143.000 đồng kg đi ngang so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 142.000 đồng kg chứng lại so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện ở mức 142.000 đồng kg không có biến động so với ngày hôm qua. Dự báo giá hồ tiêu ngày 31 tháng 8 năm 2024 tăng mạnh trở lại. Theo nhiều chuyên gia, mức tăng giá hồ tiêu tại thị trường nội địa không như kỳ vọng do nhu cầu thấp từ thị trường Trung Quốc. Giá tiêu tăng mạnh nhưng người bán lại không vội vàng nhiều người trồng vẫn chưa bán ra mà lựa chọn chờ cho giá tăng thêm nữa